quý vị khán giả. Thưa quý vị, chắc hẳn có một điều mà chị em phụ nữ luôn luôn nghĩ tới và luôn luôn lo lắng, đó là sự xuất hiện của những nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Bởi một khi trên gương mặt của mình xuất hiện những nếp nhăn thì làn da của mình đồng nghĩa với việc đã không còn tươi sáng và trẻ trung hơn nữa. Vậy làm thế nào để hạn chế những nếp nhăn này và khiến chúng đến càng muộn càng tốt? Ngày hôm nay, Mai Trang xin mời quý vị sẽ cùng giao lưu với một ca sĩ rất nổi tiếng và đồng thời cũng có một bí quyết làm đẹp mà không phải ai cũng biết. Xin được giới thiệu ca sĩ Mỹ Lệ. Lời đầu tiên xin được chào chị Mỹ Lệ, cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chị Mỹ Lệ thân mến, phải nói thú thật rằng Mai Trang là một fan hâm mộ giọng ca của chị Mỹ Lệ đã từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày mà Mai Trang còn là cái cô học sinh bé tí đã nghe những cái ca khúc của chị Mỹ Lệ. Vậy thì không biết là từ đó tới giờ đã khoảng 10 năm trôi qua rồi, thì công việc, sự nghiệp, cuộc sống của chị Mỹ Lệ có những thay đổi như thế nào? Mình chào Mai Trang và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Rất vui hôm nay được tái ngộ cùng khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Và có lẽ cũng lâu lắm rồi không có dịp để trò chuyện với tất cả mọi người. Thực ra mà nói thì trong những cái năm vừa qua, nhất là từ khi mà Mỹ Lệ có gia đình và có em bé, thì Lệ cũng ít hoạt động ca nhạc hơn, ít tập trung vào cái công việc nghệ thuật hơn và tập trung cho gia đình và kinh doanh nhiều hơn. Cho nên là cũng sao nhãng và có rất nhiều những cái gọi là lỗi lầm và những cái nợ nần đối với khán giả hâm mộ của mình. 4 năm rồi Lệ cũng có ra album. Và trong năm nay Mỹ Lệ cũng đang cố gắng hết sức để có thể có những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Lệ hy vọng rằng cuối năm nay Mỹ Lệ sẽ ra hai cái single, quay clip và những cái bài hát mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất. Đấy là những dự định của năm nay. Vậy còn trong những năm tới thì chị Mỹ Lệ có dự định là sẽ quay lại với khán giả truyền hình nhiều hơn không? Thực sự ra mà nói thì làm nghề là một cái duyên. Và quan trọng nhất trong cái và quan trọng nhất trong cái con đường của một người nghệ sĩ, rằng cái quan trọng nhất đó là cái cảm hứng và cái niềm đam mê. Nó có đủ hay không để mình có thể cống hiến một cách gọi là nhiệt tình nhất, hết sức mình, để có những cái sản phẩm thực sự có chất lượng, có giá trị, thì mình lại không có một cái quan niệm rằng là mình phải, năm nay mình phải xuất hiện bao nhiêu chương trình. Và mình mong muốn rằng khi mình làm một điều gì đó, mình trở lại thì mình có một cái dấu ấn và mình đưa đến cho đời sống âm nhạc một cái sản phẩm thật giá trị, thì cái đó mới là quan trọng. Và thực sự ra mà nói thì nghệ thuật là một cái con đường rất dài, và không cứ nghĩ rằng là người ta trong năm nay người ta không hoạt động cái gì thì người ta sẽ không hoạt động gì năm tới. Cho nên Lệ nghĩ rằng là một con đường dài thì mình cứ đi trên con đường đấy. Và có những lúc mình sẽ thăng hoa, có những lúc mình sẽ bình lặng, và có những lúc mình sẽ thăng hoa tiếp tục. Và Lệ nghĩ rằng con đường phía trước còn rất là dài. Nghe chị Mỹ Lệ chia sẻ thì có một điều mà Mai Trang rất tò mò, đó chính là giữa kinh doanh và cái con đường nghệ thuật thì chị Mỹ Lệ đam mê con đường nào hơn? Rõ ràng thì nghệ thuật vẫn là con đường đi theo chị suốt đời. Và chắc chắn rằng là mình đã được học từ nhỏ, đã được sống trong cái môi trường từ đó từ nhỏ, thì cái đó là nó nằm trong máu thịt rồi. Nhưng mà cuộc đời con người thì nó cũng có rất là nhiều cái giai đoạn, và có những cái lúc mình biết nâng lên đặt xuống, có những lúc mình đang phải làm cái này thì mình phải tạm thời xa cái kia để mình tập trung vào cái công việc của mình hiện tại, thì nó mới đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn. Cho nên là với một cái con người cầu toàn như mình thì luôn luôn mong muốn khi mình làm một cái gì đó thì làm tới nơi tới chốn. Cho nên mình phải tập trung hết thời gian và công sức. Trong năm nay thì cũng có những cái lời mời làm live show cho chương trình Dấu Ấn. Đáng lẽ là tháng 5 vừa rồi thì Lệ đã ra mắt live show Dấu Ấn. Và có một cái dịp nữa là tháng 8. Nhưng mà thực sự là mà nói thì Lệ chưa chuẩn bị kịp cho mình những cái sản phẩm mới để có thể làm nóng trước khi mình làm live show. Cho nên là Lệ có lẽ là phải hẹn quý vị khán giả đến cuối năm mới có thể tham gia. Thì cũng hy vọng rằng đây là một dịp mà Mỹ Lệ được tái ngộ với khán giả. Chắc chắn rằng trong thời đại hiện nay thì có rất nhiều phụ nữ vừa bận rộn mà cũng rất năng động, như là chị Mỹ Lệ chẳng hạn. Có khi nào chị có lo lắng với việc mà mình chạy quá nhiều công việc như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cái sắc đẹp của mình, làn da của mình? Có đấy Mai Trang ạ. Tại vì là thực sự ra mà nói thì một người phụ nữ mà phải ôm đồm nhiều những công việc vừa kinh doanh, vừa gia đình, vừa nghệ thuật nữa thì cái số lượng công việc nó thực sự rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là
quan trọng nhất của một người phụ nữ là giấc ngủ. Và khi mình ngủ đủ thì da nó sẽ đẹp. Nhưng mình luôn luôn bị thiếu ngủ. Tại vì cái thời gian để dành cho ngủ chỉ còn trong một ngày chỉ còn 6 tiếng. Và cũng hiếm khi mà ngủ được 7 tiếng. Thì cái đó cũng là một cái tác hại rất lớn đến làn da của mình. Đấy. Và chính vì vậy cho nên là cái việc mà chăm sóc da phải cần kỹ càng hơn. Để mình có thể không bị nhiều nếp nhăn cho da. Và da nó bị khô hay là nó bị lão hóa, hay là xuất hiện những cái đốm, những cái vết gọi là nám hay gì đấy, thì nó rất là khó để có thể cải tạo được làn da. Cho nên chính vì vậy cho nên mình rất là kỹ trong cái vấn đề là chăm sóc da. Mai Trang thì cho rằng chị Mỹ Lệ thuộc đúng cái tuýp người phụ nữ mà trẻ lâu, bởi vì đã bước qua cái tuổi tứ tuần rồi mà nếu như nhìn trực diện chị Mỹ Lệ như thế này thì quả thật không thể nhận ra được những nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Chị có nghĩ như vậy không? Thực ra mà nói thì những người làm trong ngành giải trí, nghệ thuật thì có một cái lợi điểm hơn, có những cái ưu thế và có những cái nó lợi hơn so với những người bình thường, rằng là trong cái môi trường nghệ thuật thì nó làm cho con người ta trẻ lâu hơn và người ta lạc quan, người ta yêu đời, người ta ca hát, thì những cái lo toan đó dù có hay không thì nó cũng sẽ đỡ hơn là người bình thường. Chính vì vậy cho nên thì không phải riêng Lệ đâu mà tất cả những người làm nghệ thuật thì ai cũng giữ được cho mình cái nhan sắc trẻ lâu. Và đối với Lệ cũng vậy, cho nên Lệ cũng rất là chịu khó giữ gìn. Cái đó là một phần do gen di truyền nữa. Chứ mình có muốn thì cũng không kéo giữ được khi mà mình không được cha mẹ sinh ra cho một cái làn da đẹp, một cái vóc dáng thon gọn, thì mình sẽ rất là vất vả để mình giữ gìn. Vì bắt đầu phụ nữ từ tuổi 30 trở đi thì bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, những cái sự lão hóa. Và cái tuổi tác, cái thời gian nó làm cho con người nó phải như thế. Cho nên mình phải có một cái tâm lý để chuẩn bị và để đối phó với điều đấy. Lão hóa da thường xảy ra ở độ tuổi 30 với các dấu hiệu thường gặp là da có nhiều nếp nhăn, tàn nhang, sạm và chảy xệ. Chúng ta đã biết collagen và protein chiếm đến 75% cấu tạo da và là lớp nâng đỡ bên dưới bề mặt da. Lượng collagen đầy đủ sẽ giúp cho da căng bóng, sáng đẹp. Mỗi năm da sẽ mất dần đi khoảng từ 1% đến 1,5% lượng collagen, và khi thiếu collagen, da sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, chảy xệ, sần sùi như da quả cam. Để làn da duy trì được sự tươi trẻ, mịn màng, cần phải được bổ sung các thành phần dưỡng chất thiết yếu cho làn da như nhau thai cừu, vitamin E, hay trong một số món ăn như cá, sụn, rong biển, giá đỗ. Tuy nhiên, với những phụ nữ bận rộn thì sẽ khó có thể để cân bằng được khẩu phần ăn hàng ngày cũng như một chế độ dinh dưỡng cân bằng để nuôi da. Vậy điều mà phụ nữ tuổi 30 cần phải ghi nhớ đó là việc cần phải tạo cho mình một chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo đủ nuôi cơ thể và chăm sóc làn da, giúp đẩy lùi tình trạng lão hóa da. Như vậy để có thể có được một làn da cũng như là vóc dáng như thế này thì bên cạnh việc là được gen di truyền từ mẹ của mình như là chị Mỹ Lệ vừa mới chia sẻ thì đó cũng là cả một cái quá trình rất là dài mình phải chăm sóc cho làn da của mình, cho vóc dáng của mình, có phải không ạ? Như Lệ đã chia sẻ thì phụ nữ qua tuổi 30 thì làn da bắt đầu lão hóa, và đối với phụ nữ thì ai cũng sợ cái điều đó, đúng không? Và bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó cũng có rất nhiều cái thuận lợi cho phụ nữ để có thể có những cái sản phẩm để làm đẹp cho mình, ngoài những cái bí quyết như là mình ăn nhiều rau, nhiều bổ sung những cái vitamin vào cơ thể, ăn uống điều độ, kiêng bớt là những chất đạm, chất béo, tinh bột, và uống nước nhiều, ăn rau xanh nhiều, ăn trái cây nhiều, thì mình còn những cái sản phẩm như là những cái thực phẩm chức năng, hoặc những viên thuốc, hoặc những cái mỹ phẩm để nó có thể hỗ trợ để cho mình có thể bảo vệ làn da. Và theo Lệ nghĩ thì cái việc mà bảo vệ làn da bên ngoài như là mình xài mỹ phẩm là nó sẽ làm đẹp, nó chỉ là một cái hiện tượng bên ngoài, mình chỉ che giấu bên ngoài, nhưng mà mình cần phải bổ sung từ phía bên trong để cho nó cái làn da mình được mạnh khỏe từ bên trong. Thì mình có những rất nhiều những cái sản phẩm rất là hay, ví dụ như là cái viên uống nhau thai cừu thì mình sử dụng nó cũng được khá lâu rồi. Và ngày xưa thì mình phải đặt
mọi người mua từ bên nước ngoài về. Nhưng bây giờ thì có một cái thuận lợi là nó đã được sản xuất ở đây. Và vô cùng thuận lợi cho tất cả chị em phụ nữ để có thể làm đẹp cho mình qua cái bên uống nhau thai cường. Chị Mỹ Lệ có chia sẻ rằng chị cũng phải đi công tác ở rất là nhiều nước. Vậy thì không biết rằng chị có để ý khi mà ra nước ngoài thì những người phụ nữ ở nước ngoài họ thường thường chăm sóc cái làn da và vóc dáng của mình bằng cách nào không ạ? Thì chị em phụ nữ ở nước nào cũng thế thôi, luôn luôn lo lắng cho cái làn da của mình. Và cũng có rất nhiều phương pháp như mà mình đã chia sẻ đấy. Thì người ta có tiền hơn thì người ta sử dụng rất nhiều những cái thực phẩm, những cái mỹ phẩm khác. Và phải công nhận rằng là một cái thực, phải công nhận rằng là nhau thai cừu là một cái phương pháp mà đề nghị rằng rất là hiệu quả mà cũng rất là vừa phải với cái kinh tế của chị em phụ nữ chúng ta. Nó vừa túi tiền mà nó lại có một cái hiệu quả rất là tốt. Và khi mà Lệ đã nghiên cứu một số những cái phương pháp rồi thì Lệ nghĩ rằng đây là một phương pháp mà hữu ích, rất là hữu ích cho chị em phụ nữ. Nhau thai cừu được biết đến từ 3 đến 4.000 năm trước công nguyên với huyền thoại vẻ đẹp Ai Cập của nữ hoàng Cleopatra. Không chỉ nổi tiếng với quyền lực, nữ hoàng Cleopatra còn nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ. Trong một thư tịch cổ gần đây, giới sử học mới phát hiện ra nữ hoàng này đã sử dụng nhau thai cừu trong nhiều năm để duy trì làn da ngọc ngà của mình. Và theo một số tài liệu khác cũng cho thấy, vào năm 1930, bác sĩ phẫu thuật người Thụy Điển, giáo sư tiến sĩ Neehan đã nghiên cứu và khám phá ra các tế bào có nguồn gốc từ nhau thai cừu, giàu nguồn dưỡng chất, có chứa các tác nhân tăng trưởng, hệ tác nhân miễn dịch và các chất có hoạt tính sinh học như amino acid thiết yếu, melatonin và các acid nucleotic, chất chống oxy hóa cùng với một số tác nhân điều hòa khác. Trong một nghiên cứu khác cho thấy, trong nhau thai cừu có chứa nhiều protein, enzyme, acid amin, vitamin, khoáng chất và các yếu tố sinh trưởng tế bào như EGF, FGF. Yếu tố sinh trưởng tế bào biểu bì EGF có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất và chu kỳ thay da. Nó thúc đẩy sự di chuyển sắc tố melanin lên phía trên lớp biểu bì và loại bỏ nó, giúp làm mờ vết nám, tàn nhang và làm trắng da. Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi FGF, nó kích hoạt sự tăng trưởng của tế bào nguyên bào sợi, giúp tái tạo collagen và elastin tự nhiên, từ đó làm tăng tính đàn hồi cho da, giúp làm mờ nếp nhăn, làm căng da, cải thiện tình trạng da chảy xệ. Y học cổ truyền đã xem nhau thai cừu như một bài thuốc quý để phục hồi sinh lực cho cơ thể, giúp tái tạo hồng cầu trong máu, cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể, làm đẹp và trẻ hóa da mặt. Ở một vài nơi khác, nhau thai cừu còn được dùng để nấu súp cho phụ nữ mới sinh với mục đích giúp cho họ lấy lại sức khỏe nhanh và giảm những suy yếu sau khi sinh. Và ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhau thai cừu được sử dụng để duy trì sắc đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp của làn da. Nghe chị Mỹ Lệ chia sẻ thì khiến cho Mai Trang rất là tò mò. Không biết là chị Mỹ Lệ có thể bật mí cho Mai Trang biết tên của sản phẩm mà chị thường sử dụng là gì không? Một cái tên rất là duyên dáng, đó là Charmless. Một cái thực phẩm phải nói là tuyệt vời để có thể chăm sóc làn da của mình. Và qua cái quá trình sử dụng rất là lâu cái sản phẩm Charmless này thì chị Mỹ Lệ cảm thấy là bản thân mình có sự thay đổi như thế nào và hiệu quả của sản phẩm này ra sao? Nói chung là công việc của mình nó cũng phải di chuyển nhiều và mình cũng không có ở nhà nhiều. Thế là mình thủ sẵn một lọ ở trong túi và mỗi ngày mình tranh thủ uống 2 viên. Nó cũng... Thực sự ra mà nói thì bây giờ không lý mình đi khen da mình đẹp thì nó kỳ quá. Nhưng mà Lệ thấy cũng nó cải thiện cũng rất là nhiều. Từ khi mà mình uống cái viên nhau thai cừu thì mình cảm thấy cái làn da mình được cải thiện đáng kể. Và những cái vết nhăn ở, có thể là vì bạn biết rồi, cái đặc thù nghề nghiệp mình không cho phép mình mập, mình luôn phải thon thả, ốm và đôi khi cũng phải kiềm chế bất cái sự ăn của mình. Cho nên là khi mà phụ nữ mà già, bắt đầu có một cái tuổi già già rồi, gọi là có tuổi rồi bắt đầu khi một người phụ nữ có tuổi rồi thì cái việc mà mập lên một tí, có da có thịt thì da nó sẽ căng bóng đẹp và nó sẽ giữ đến nó sẽ trẻ trung hơn. Nhưng mà mình ăn kiêng quá, mình làm cho cái cơ thể mình ốm yếu quá thì da nó sẽ trùng. Và cái viên nhau thai cừu này nó cũng giúp cho mình làm cho da nó căng lên và xóa mờ đi những vết nhăn.
Chắc chắn là trong thời đại hiện nay thì có rất nhiều người phụ nữ tài năng, năng động mà cũng rất bận rộn, ví dụ như là chị Mỹ Lệ. Vậy thì có phải một cái điểm mà chị Mỹ Lệ yêu thích ở sản phẩm này đó chính là tính tiện lợi của nó, có thể đem đi bất cứ một nơi nào và sử dụng cũng rất là tiện lợi hay không? Đúng vậy em ạ, tại vì là như thế này này, những cái phương pháp làm đẹp khác, ví dụ can thiệp bên ngoài từ công nghệ thì nó bắt buộc mình phải bỏ thời gian ra và chịu cái sự có thể là tác động về cái mặt, có thể là sức khỏe nữa. Ví dụ như là can thiệp bằng cái gì đấy, hoặc là tắm trắng hay là một cái gì đấy thì nó sẽ ảnh hưởng về sức khỏe và thời gian. Và nó có một chút xíu gì đấy cũng ngán ngại, có thể là đau đớn hay không thì mình không biết. Nhưng mà sản phẩm này nó cũng có một cái tiện lợi là giống như là mình có thể là ăn hoặc uống bình thường thôi. Mình chỉ có để trong túi và sau một bữa ăn thì mình uống vào một viên. Như thế thì nó rất là tiện lợi và nó cũng có một cái tác động về lâu về dài. Nó từ từ và nó làm cho cái làn da mình nó cải thiện một cách là vững chắc. Đấy. Và đó là một cái điều mà Lệ thấy là rất là hay. Mai Trang nghĩ rằng biết được một cái sản phẩm như thế này thì không chỉ là niềm vui của chị Mỹ Lệ mà còn là một niềm vui đối với tất cả các chị em phụ nữ trong cái thời đại hiện nay khi mà công việc rất là bận rộn. Vậy thì có một lời khuyên nào đó chị Mỹ Lệ muốn gửi tới các chị em phụ nữ để có thể có được một cái làn da và vóc dáng luôn luôn trẻ đẹp như vậy không ạ? Bên cạnh những cái mà Lệ đã chia sẻ như là mình có những cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, có sự tập tành luyện tập thể thao thể dục và mình chăm sóc da từ bên trong bằng những cái thực phẩm chức năng, bằng những viên uống như là nho thai cừu và rất một số cái sản phẩm khác nếu như chị em phụ nữ có thể có điều kiện. Và có một cái bí quyết nữa mà Lệ nghĩ quan trọng nhất là mình luôn luôn giữ cho mình được cái sự lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Và dù có những cái nỗi buồn hay những cái khó khăn nào thì mình cũng bình tĩnh vượt qua. Và mình luôn luôn giữ cái lạc quan trong cuộc sống thì Lệ nghĩ rằng cái điều đó cũng là một cái bí quyết nữa để có thể giữ được cái nhan sắc. Mai Trang sẽ rất ghi nhớ những lời vừa rồi của chị Mỹ Lệ, bởi vì quả thật là cũng chỉ còn vài năm nữa thôi thì Mai Trang sẽ bước sang tuổi 30 và chắc chắn là với những bí quyết này thì Mai Trang sẽ tự tin hơn rất là nhiều để chống lại những cái tác động của tuổi tác, của thời gian. Và thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về nho thai cừu cũng như là viên uống nho thai cừu Chamlux thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn cũng như các ý kiến của chuyên gia do chúng tôi tổng hợp. Chamlux là sản phẩm chứa tinh chất nho thai cừu được chiết xuất bằng công nghệ đông khô nên giữ được trọn vẹn các thành phần quý giá của nho thai cừu tươi, đồng thời kết hợp với các hoạt chất chống lão hóa từ thiên nhiên như dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo, coenzyme Q10 cùng với các dưỡng chất cung cấp vitamin và khoáng chất. Chamlux giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể, giúp giảm nếp nhăn, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang mà không chứa yếu tố hormone, đem lại cho phụ nữ làn da căng, trắng mịn và tràn đầy xuân sắc. Nho thai cừu được sử dụng trong y học cổ truyền cách đây hơn 1.400 năm ở phương Đông, sử dụng làm bài thuốc để tăng cường sức khỏe và tăng sức đề kháng trong hoàng cung. Ở phương Tây thì nho thai cừu được coi là bí quyết để tôn lên vẻ đẹp rạng ngời quý phái của các nữ hoàng. Ở Việt Nam mình thì công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức đã cho ra đời dòng sản phẩm Chamlux, viên năng mềm Chamlux được sản xuất từ nho thai cừu, được bào chế dưới dạng đông khô nên giữ được nguyên các thành phần quý giá của nho thai cừu. Ngoài ra, viên nho thai cừu Chamlux còn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, những rối loạn ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Không giống như nhiều sản phẩm động vật có nguồn gốc khác nhau, chứa các tế bào đặc biệt có thể khuyến khích tái tạo DNA bị hư hỏng và các mô. Tế bào gốc chiết xuất từ nho thai cừu đặc biệt tương thích với các tế bào của con người. Nó giúp phục hồi các mô và tế bào da, giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể. Đó là lý do tại sao sản phẩm nho thai cừu Chamlux luôn là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn cải thiện làn da và giảm các tác động lão hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là xem những thông tin ở trong phóng sự vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về tác dụng của nho thai cừu cũng như là viên uống nho thai cừu Chamlux. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chị Mỹ Lệ đã đến tham gia chương trình. Xin chúc chị ngày càng xinh đẹp hơn nữa và thành công hơn nữa trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn nhãn hàng Chamlux đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.